bạn đi xuống bông à cơm mịt này bạn đi xuống bông bà khơi đắp bắt mà để dễ mong phi cùng thoải mái để sao mồi hành đây mà bắt mà dễ ra không khoái sao nhưng miền ngư bông miền chư ra sai chứ nhưng ở sài gòn hát thì cứ ở chập cứ ở rồi lại miền tây hạ đặc lập nhưng nhưng tôi bạn là tia mình chị bạn là tia cho lời với nhau bây giờ lời ở đây bông cả thôm là làng quỳnh cả hạt vợ hạt bao nhiêu có mua mua làng quỳnh này bà sập đá đấy trong tương cuốn mùi bông trái ra lỡ nè mà phải nơi bờ thảo lớp trung quốc hai chị phẩm phơi tầm vậy đó má một đó hay chán một đó ra mới chia thì ngon châu lên bay đó châu lên vậy đó tập má ăn một ăn rồi chia một đó má một cột một đó hay vay cái làng con ná trong vay lọ một đó chúng buôn lên phẩm buôn tí đấy chúng buôn nhóm bị sưu bị nhát bạn già buộc cật người ta về về lươn là ha tại coi hot thứ mấy nhưng không vay ở bán kia từ lâu nhưng bán lươn bờ một thay một lươn ra bắt tận đi đấy buộc chúng không bằng ông mặt phe chúng không bằng vay đã cho ở vay ông mặt phe đã mới giờ lùi một thay một tiền và chỉ trong khi đó nhưng xong không bà con bông ôn thì ông hiện đại công ra con mai nâng rục trong phòng này xong tận nào mà ba số phe đó số bài số xin tu tiền bạn bà con.